Em xin chào tất cả cô chú các anh chị đang xem video và cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay nhà em có về được một ít hải hằng, một thùng 50 cây nhưng mà cũng không bán đủ được 50 cây bởi vì là có một số cây bị gãy dập và nó bị đốm lá thì em không dám bán cô chú anh chị. Và em có một cái giò trúc mành thuần, trúc mành Yên Bái thuần, hàng dân đã thuần rồi. Và một một cây hải hằng rất là đẹp. Một cây hải hằng rất là đẹp. Lá xếp thuộc loại lá ngắn này, bản lá hơn 5 phân này. Lá ngắn tròn này, tí nữa em sẽ đo cụ thể cho cô chú anh chị xem nhé. Tươi nguyên là tươi giói. Một đơn hải hằng giống và một số những cái hải hằng đơn hải hằng đồng giá nhé. Thì sau đây em xin đi vào cái trúc mành trước này. Về trúc mành thì có video em đã giới thiệu với cô chú anh chị rồi. Hoa thì rất là đẹp. Nhìn thân mảnh khảnh như này thôi nhưng mà bông rất là to này, và chuẩn bị đến mùa hoa trúc mành rồi. Bông thì rất là to và đẹp, nó tựa tựa như là trúc Phật Bà ấy. Hoa nó gần gần như trúc Phật Bà ấy. Thân thì rất là mảnh khảnh, những bông to như bông phi điệp ấy. Nhưng mà trúc mành thì nó lại cực kỳ khó thuần. Em mua hàng kg về thuần rất là nhiều lần rồi nhưng mà không được. Ở cái vùng mà không phải là vùng lạnh, không phải là Yên Bái, Sơn La, Điện Biên ấy, thì thuần trúc mành rất là khó. Không phải là riêng em thuần khó đâu mà rất là nhiều cô chú anh chị nói là đây là một trong những loại lan không thể thuần được. Thì em có mua được hai giò nguyên bản. Đây là giò mà dân thuần này, dân thuần là một giò, em có một giò nguyên bản này. Giò nguyên bản là trước em quay video và bây giờ dàn của nó em cũng hơi chật rồi nên là em bán bớt một cái giò thuần này đi. Thì nó sắp đến mùa hoa rồi. Cái giò trúc mành thuần này, cô chú anh chị nào mà mê trúc mành ấy mà không thuần được ấy thì có thể là chốt cái giò trúc mành dân đã thuần này về, mình chỉ việc treo lên tưới nước và ngắm hoa thôi. Thì cái giò này là em bán giá là 250.000 nhé, một giò trúc mành Yên Bái thuần. Nó rất là dài đấy ạ. Dài như này. Và nó sẽ cho hoa trong mùa năm nay, như chuẩn bị đến mùa hoa rồi nhé. Tình trạng dễ bám như này nhé. Đây là của dân ở Yên Bái thuần đấy ạ. Tiếp theo thì em xin được đi vào những cái đơn hải hàng đồng giá này nhé. Thì trước khi đi vào những cái đơn hải hàng đồng giá này thì em cũng phải xin nói trước với cô chú anh chị là cái thùng hàng chiều nay em lấy về là 50 cây, thế nhưng mà cũng không bán hết được 50 cây này. Ví dụ như cây như thế này này, nó hơi héo này, mềm lá này, nó không dám bán cô chú anh chị nhé. Cây này mất hết rễ này em không dám bán cô chú anh chị, vì hầu hết các cô chú anh chị là những người mới chơi này, thì hết rễ như này cô chú anh chị rất hay kêu này. Tiếp theo ví dụ như là cái cây lá nó như thế này nhé, em cũng không dám bán cho cô chú anh chị nhé. Đấy, vận chuyển mất hết lá này. Đấy, gãy hết một bên lá này rồi, nó đang có cái vết thối ở đây này, em không dám bán cho cô chú anh chị nhé. Nói như vậy để cô chú anh chị hiểu thông cảm như này, nó gãy rụng rất là nhiều này, hàng lá nó cực kỳ giòn, rất là dễ gãy rụng. Mà bây giờ thì không gửi được xe khách bởi vì xe khách người ta sợ bị phạt. Vừa rồi có một xe ở Na Hang Tuyên Quang nó bị phạt mới 10 triệu. Một cái thùng 50 cây như thế này họ sẽ bị phạt tầm độ là, nếu mà bị kiểm lâm bắt được họ phạt tầm đến 30 triệu nhé. Cho nên là họ không dám gửi xe khách nữa mà phải gửi qua đường chuyển phát. Cho nên là con đường chuyển phát thì cô chú anh chị biết rồi, là bên chuyển phát nào cũng thế. Cứ ghi ở ngoài là hoa tươi xin nhẹ tay nhưng mà họ vẫn cứ ném bùm bụp ra, do đó là nó bị gãy dập rất là nhiều. Nên là về đến nơi là hàng bị hư hao rất là nhiều. Do đó là nó cũng bị đội giá lên một thêm một tí nữa. Cộng với việc là sau Tết thì mưa quá nhiều, dân không đi lấy được mấy. Và lại sắp bước vào mùa cấy hái của dân ở miền núi rồi, họ bận cấy họ cũng không lấy mấy nên là hàng nó về ít. Hàng vừa ít và vừa xấu hơn trước Tết rất là nhiều mà lại lên giá, nên là cái việc bán hàng bọn em nó cũng rất là khó khăn, lấy về không biết bán giá như nào. Bán giá đã cao lên rồi nhưng mà vẫn bị lỗ. Nên là rất là cơ mong cô chú anh chị thông cảm, là cô chú anh chị là thật sự yêu hải hàng và chưa có hải hàng mà muốn sưu tầm hải hàng thì mua và thông cảm giúp chúng em. Chứ cũng không ai muốn bán đắt làm cái gì cả, ai cũng muốn bán hàng nhanh, bán hàng chạy để mà nhanh hồi vốn. Thế là tất nhiên là ai bán hàng thì cũng mong có lãi, nhưng mà nhiều khi vẫn phải chấp nhận lỗ để mà giữ khách ạ. Thì rất là mong các cô chú anh chị thông cảm. Cô chú anh chị nào đã từng mua hàng của em trước Tết thì vui lòng không so sánh với giá trước Tết, nhưng bởi vì là trước Tết cây vừa rẻ vừa đẹp, thế còn sau Tết thì cây vừa xấu lại vừa lên giá. Và sau đây em xin phép đi vào cụ thể từng đơn một nhé. Thì trước hết là cái hàng đồng giá này thì sẽ là 200.000 một đơn này, 200.000 một đơn, và sẽ mỗi một đơn sẽ có 3 cây, là có cả cây xấu, cây đẹp và có cả cây to và cây nhỡ nhé. Thì ví dụ như cái này lá nó bẩn như này thôi chứ còn đây là một cây to và nguyên vẹn đấy. Thì về cô chú anh chị rửa đi, xối nó dưới vòi nước và dùng một cái rẻ mềm nhẹ tay chà cái hết cái phấn
cái bụi đá vôi nó bám vào lá này thôi thì nó sẽ đẹp thôi ạ. Và không dùng nước rửa bát nhé. Có kênh em thấy là nói là dùng nước rửa bát, cô chú anh chị đừng có cho nó tiếp xúc với hóa chất nhé, dùng nước sạch không thôi ạ. Thì đây là đơn số 10 này, đơn số 10, hình số 10 này. Cây thứ nhất là một cây lớn nhé. À, dài 3 găng tay có 1, 2, 3 mỡ. Một găng tay của em là 17 phân nhé. Đây là một cây lớn đẹp này. Đây, tình trạng lá nguyên vẹn như này nhé. Đấy. Nó có một cái lá già ở dưới cùng này thôi. Đấy. Còn 3 lá còn lại của nó là nguyên vẹn nhé. Cây thứ hai này, cây thứ hai này. Tuy còn cứng cáp nhưng mà sâu ăn nhăm nhở nhé. Và cây thứ ba này. Thật sự là cầm cây hàng lên thì cũng rất là buồn và cũng không biết là phải bán như thế nào. Đây, cây thứ ba nhé. Đơn số 10 đấy ạ. Có cả cây lớn, có cả cây nhỡ và có cả cây xấu cây đẹp nhé. Đơn nào cũng thế ạ. Hình số 9 ạ. Đơn thứ hai này, hình số 9 này, một cây ngắn đẹp nhé. Lá rụt này, lại xếp này. Và cây này nó rất là đẹp, đúng ra là cây này giá rất là cao này nhưng mà hai cây này sẽ bù cho cây này nhé. Cây này thì tuy bé nhưng mà xếp này. Đấy. Và cây thứ ba đây ạ. Đây. Đây là hình số 9 nhé. Hình số 8 ạ. Một cây này. Cây này. Hai cây này. Ba cây này thì xem như nhau, đều đều như nhau này. Độ lớn là đều đều như nhau. Cây thứ ba này. Đó. Hình số 8 nhé. Hình số 7 này. Một cây đẹp này. Rất đẹp này. Thì hai cây này nó bù cái cây rất đẹp đó này. Đây. Em quay kỹ tình trạng từng cây không có về nhận hàng cô chú anh chị lại kêu nhé. Nó không đẹp được như trước Tết đâu ạ, nhưng mà bây giờ hàng nó không có nữa rồi. Cô chú anh chị nào mà cứ đợi chờ là hàng nó rẻ và nó đẹp thì em nghĩ là rất là khó đấy. Bởi vì là trước Tết dân đã lấy quá cạn kiệt rồi. Và hàng đẹp lá từ 5 phân trở lên là các nhà vườn đã lấy vào để mà vào vườn rồi và lên chậu bán rất là được giá nhé. Ví dụ như là vườn lan Ngọc Lan Viên ở Hà Nội ấy, ở 181 Đình Thôn Hà Nội ấy, trên trang phi điệp.net đang đăng một cái cây hài hàng bẩn lá 7 sen 1 triệu đấy, trồng trên một cái chậu lá thấm thủy rất là đẹp. Cô chú anh chị quan tâm có thể vào trang phi điệp.net xem hình ảnh đó vẫn còn trên trên trang phi điệp.net đấy. Cho nên bây giờ cô chú anh chị đừng có hỏi là bản lá mấy phân nhé, sẽ không có những cây bản lá 7 phân 6 phân nhiều đâu ạ, một hai cây thôi và những cây đó thì giá rất là chát nhé. Hình số 7 đấy ạ. Hình số 8 ạ. À hình số 6 ạ, em xin lỗi. Một cây này. Hình số 6 này, ba cây xem như nhau này, cây này xếp này. Hai cây này, cây thứ hai này. Cây thứ ba này. Hình số 6 nhỉ. Thật sự là hàng rất là lên rồi ạ. Hình số 5 nhá. Một cây này. Hai cây này. Về cô chú anh chị rửa giúp em nhé. Ba cây này. Em rửa thì lúc không cắt được nước thì đóng vào hộp thì nó lại ướt. Hình số 4 này. Một cây này. Cây này lá nó hơi dập dập lên một tí nhé. Lá sâu ăn nhé. Cây thứ hai. Và cây thứ ba là một cây xếp đẹp nhé. Đơn nào cũng có một cây đẹp ạ. Đấy. Hình số 3 nhé. Hình số 2 ạ. Cây cây đầu tiên là một cây đẹp nhé. Lá xếp này. Lá này cũng lớn lớn đấy. Được gần 4 phần rồi này. Cây thứ nhất nhé. Cây thứ hai ạ. Và cây thứ ba sâu ăn nhé. Đây, tình trạng dễ trước đây, hình số 2. Hình số 1. Nhầm rồi, đây là hình số 3 nhé. Đây là hình số 3, hình vừa quay thì hình số 3 nhé, quay lại nhé. Hình số 2. Một cây đẹp đấy. Một cây bình thường. Được cái cứng cáp thôi.
Cây thứ ba đấy ạ. Và hình số 1. Cây này lá cũng to to đấy. Bốn phần. Cây thứ hai. Lá chỉ bị quạt sang bên này thôi chứ nó không được gì đâu nhé. Không phải là do nó héo đâu ạ. Nó cứng nguyên đấy. Và cây thứ ba nhé. Một cây xếp nhé. Nhưng mà lá trên cùng nó bị rách đôi ra như này đây này. Đây là hình số 1 nhé. Ngoài ra em có một đơn hài hàng giống nhé. Một đơn hài hàng giống này 10 cây. Người ta bán 25.000 một cây hàng giống. Em bán 23.000 một cây thôi nhé. Một đơn này 10 cây là 230.000 nhé. Cây thứ nhất này. Cây thứ hai. Cây thứ ba. Nó chỉ tội nó nhỏ thôi, nó là hàng giống thôi chứ còn nó cũng không bị sâu xiếc gì đâu nhé. Hầu như là còn nguyên vẹn này. Cây thứ tư này. Cây thứ năm này. Đây là lá thấm thủy, nó bắn lên nó bắt vào lá như này thôi nhé. Về rửa sạch đi là nó xanh như là cái lá đầu tiên này thôi ạ. 2, 4, 5 cây rồi. 6 cây nhé. 1, 2, 3 lá rồi này. Nhưng mà nó bé này. Trồng thì lá nó sẽ to ra ạ. 1, 2, 3, 4 lá này. Đấy. Đấy. Cứng cáp lên ạ. Nhé. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Cái hàng giống này rất nhiều nhưng mà nó còn bé nên là cô chú anh chị nào có kinh nghiệm thì hãng chốt hàng giống nhé. Hình 11, 10 cây giống 230.000. Và cuối cùng là một cây đẹp. Bán những cây như này rất là tiếc bởi vì là cả lô mới được 1-2 cây như thế này. Lá xanh thẫm cứng bóng nhá. Cái lá nhỏ của nó thì đặt vừa một cái bật lửa Zippo nhá, còn thừa nhá. Anh chị nào mà anh nào mà có bật lửa Zippo thì biết nhá. Đấy. Còn cái lá lớn của nó thì đặt ngang cái bật lửa Zippo vào được nhá. Đấy. Cây này thuộc cây lá ngắn này. Cây lá ngắn. Lá to như này nhưng mà lại dài được có 35 phân. Bình thường cây lớn hôm trước em bán một đơn mà cây lớn cái đường kính của cái mẹt là 50 phân mà lá nó trải ra còn dài hơn cái mẹt 50 phân nhá. Đây là 35 phân này. Đấy. Những em này là phải đo tỉ mỉ từng tí một như kiểu là đi thi hoa hậu ấy. Đây, số đo của em này đây. 1/5 nhé. Lá 1/5 này. Tròn ngắn này. Lá bên này không được 5 phân đâu. Đây. Nhưng mà mình nuôi thì nó sẽ lớn thì lá sẽ to dần ra thôi. 4/5 nhé. Đấy. 4/6 đấy. Cây như thế này các bác trồng chăm nó sẽ lá nó sẽ to ra. Và nó sẽ về vườn các bác rửa sạch đi. Cho lên chậu, một cái chậu xứng đáng với nó thì nó sẽ đẹp và nó sẽ tăng giá trị của cây thôi. Đó. Cây này là 250 nhé. Một cây ngắn rụt đẹp và tương đối xuất sắc. Cái lá dưới cùng của nó đang bị rách như này nhé. Về cô chú anh chị có thể giật đi nhé. Và cứ để nguyên như thế cũng được này. Quan trọng là 1, 2, 3 lá này là nguyên vẹn này. Đấy, ra nó là 4 lá rồi. 4 lá rồi, tầm nó cũng 4-5 năm tuổi rồi đấy. Rễ đây nhá, tình trạng rễ nhá. Rễ này rễ lông nhá. Vẫn còn về mình cứ đặt vào chậu là được thôi nhá. Không cần cắt tỉa gì. Những cái rễ này gần như còn nguyên vẹn. Các cô chú anh chị không cắt tỉa gì. Cứ thế đặt vào sau đó thì đổ giá thể lên. Không lấp qua chỗ này nhá. Giá thể chỉ đến đây thôi nhá. Sau đó thì mình cố định bằng cách là có thể là để sỏi hay là để đá to xung quanh để cho cây nó đứng được lên như thế này nhé. Và nó sẽ đâm rễ ra từ những cái chỗ như thế này. Như này là nó sẽ đâm rễ ra này. Đấy, và những cái rễ cũ này nó cũng có thể là
Nếu nó còn nguyên vẹn lông hút thì nó cũng thể có ra những cái nhánh rễ mới từ những cái rễ này nhé. Đấy. Hôm trước một cái cây của em nó bị tung ra, thì nó đang mọc rễ từ những cái rễ cũ như này này, nhánh ra này này. Đấy. Rất là dễ thôi, hai hàng tương đối dễ trồng. Cây này giá hơi chát nhé, nhưng mà thực sự là nó cũng là thuộc loại hiếm đấy. 5 phân rưỡi, gần 5 phân rưỡi, ngang một đôi lửa vừa đấy. Đấy, lá này vừa một cái bật lửa này. Cô chú anh chị nào mà 5 phân hay hơn 5 phân chưa hình dung ra được thì có thể nhìn đấy nhé. Đấy, bật lửa mới chặt thuốc lá. Đấy, cô chú anh chị nhìn này cho nó trực quan nhé. Đấy. Cô chú anh chị nào mà chốt đơn nào thì gọi điện cho em theo cái số điện thoại mà em để ở đầu video nhé. Em xin cảm ơn ạ. Hoặc là cái số điện thoại mà em để comment ghim ở đầu comment đầu tiên ở dưới phần bình luận nhé.